Song Joong-ki khẳng định lý do nhận đóng phim mới là vì Kim Tae Hee. Nam diễn viên Song Joong-ki đã tiết lộ lý do mình quyết định tham gia Cậu Út Nhà Tài Phiệt là vì biên kịch Kim Tae Hee. Mới đây, buổi họp báo ra mắt bộ phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt Reborn Rick đã được diễn ra với sự góp mặt của dàn cast chính Song Joong-ki, Shin Hyun Bin, thu hút sự chú ý của truyền thông báo chí khắp châu Á. Ngoài ngoại hình điển trai bất chấp tuổi tác, Song Joong-ki còn gây chú ý với những câu trả lời phỏng vấn của mình tại sự kiện. Theo đó, khi được phóng viên hỏi về cảm nghĩ khi quay Cậu Út Nhà Tài Phiệt, nam tài tử Hàn Quốc đã trả lời rằng biên kịch Kim Tae Hee đã viết tác phẩm này. Lý do đầu tiên tham gia đó chính là vì biên kịch Kim Tae Hee. Được biết, Kim Tae Hee là nữ biên kịch nổi tiếng tại Hàn Quốc. Bà là người đứng đằng sau thành công của bộ phim đình đám Sung Kyung-wan Scandal, chuyện tình Sung Kyung-wan, cách đây hơn 10 năm về trước. Đây cũng là tác phẩm đã đưa tên tuổi của Song Joong-ki được biết đến nhiều hơn với khán giả trong và ngoài nước. Chính bởi vậy, việc nam diễn viên tin tưởng quyết định tham gia bộ phim do biên kịch Kim Tae Hee viết kịch bản là điều hoàn toàn hợp lý. Thậm chí, nhiều người đã đặt kỳ vọng vào màn tái hợp đỉnh cao này của hai nhân vật nổi danh showbiz Hàn. Với dự án Cậu Út Nhà Tài Phiệt lần này, Song Joong-ki vào vai Yoon Hwin-gu, thư ký của một gia đình tài phiệt, người đã chết sau khi bị buộc tội tham ô bởi tập đoàn Sunyang mà anh vẫn luôn trung thành. Sau đó, anh ta được tái sinh trở thành con trai út của gia đình Jin Do-jun và làm việc để tiếp quản công ty như một sự trả thù. Phim có sự xuất hiện của dàn diễn viên hùng hậu, tên tuổi như Song Joong-ki, Lee Sung-min, Shin Hyun-bin, Jo Han-chun, Park Ji-hyun, Tiffany, Jung Hae-jang. Cậu Út Nhà Tài Phiệt do Song Joong-ki đóng chính sẽ lên sóng từ ngày 18 tháng 11 vào lúc 22 giờ 30 phút theo giờ Hàn Quốc trên đài GTBC.